Các bạn và quý vị đang xem chương trình thứ ba, trưa thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2024 của kênh Châu Trương Vlog. Phát hình mỗi ngày 3 lần, sáng, trưa và tối. Nhưng mà ngày hôm qua tôi lại có một cái chương trình đặc biệt vì có một cái tin tức của các bạn nó kể lại về những bạn mà ở gần ông Minh Tuệ, đi theo ông Minh Tuệ đã kể lại tôi chia sẻ cho các bạn nghe. Tôi thu lại một nửa thôi đó bạn, một nửa những cái cuộc nói chuyện đó cho các bạn nghe. Rồi các bạn suy nghĩ, nếu các bạn nghĩ rằng những người đó là những người vu khống thì là chuyện của các bạn. Còn nghĩ đó là tin thật là chuyện của các bạn. Mà tôi nghĩ rằng đó không phải là chuyện vu khống. Không thật hay không là chưa biết. Mà tôi nghĩ là 80-90% là chuyện thật. Họ kể đó là chuyện thật các bạn. Bạn Trần Nhân Bá, ví dụ tôi đang cút đất mà anh chửi bới tôi. Ngày đó tôi bực tức làm không năng suất. Vợ tôi bực quá kiện anh. Có chứng cứ anh cãi sao trước tòa. Bây giờ bạn muốn tôi chia sẻ cái vấn đề. Nếu là ở Mỹ đi. Ở Mỹ, bạn đang cút đất như vậy đó. Bạn đang cút đất ở trong vườn hay là gì của nhà bạn gì đó. Hay là vườn, ruộng gì của nhà bạn đi. Tôi tới đứng tôi chửi bạn. Thì bạn tức quá, bạn làm thiếu năng lực, đúng không? Cái đó đâu phải là chuyện của tôi. Cái đó là chuyện của bạn. Chuyện của bạn. Bị bạn tức, tôi nói là chuyện của tôi. Bạn coi như gió thoảng mây bay, bạn tức làm chi? Mà bạn tức cũng chẳng được gì, ở Mỹ là tự do ngôn luận mà. Người ta có quyền chửi bạn, có quyền chọc quê bạn, có quyền bất cứ cái gì. Tại vì người ta biết bạn mà, nếu mà người ta không biết, người ta đâu có chửi bạn. Phải không? Tức là hai người đã biết nhau. Thì ra tòa hai người biết nhau rồi thì chuyện chữ qua chữ lại là chuyện bình thường, tự do ngôn luận. Hiến pháp trong tu chính án thứ nhất, tu chính án thứ nhất là bạn thấy thì thứ nhất luôn là ghê lắm rồi đó, là như thế nào. Nếu ra tòa thì bạn sẽ thua 100%, bạn sẽ thua. Còn là bây giờ tôi nói chuyện ở Việt Nam, ra tòa thì bây giờ tòa hỏi lý do tại sao. Bây giờ lý do tại sao là ông ta chửi bạn, người ta chửi bạn. Phải có lý do người ta mới chửi chứ đâu có ai không khóc mà đi chửi khơi khơi, chửi bạn khơi khơi được. Thì bạn phải cho biết lý do. Rồi lúc đó phiên tòa mới coi thử bên nào đúng, bên nào sai. Còn cái bây giờ cái năng lực của bạn từ vì ông ta chửi bạn tức quá bạn đứng. Cái đó cũng là do tự bạn tức thôi. Người ta chọc bạn, bạn tức đó là chuyện của bạn, bạn không... coi như là bạn yếu mà bạn ra gió đó, gọi là yếu và ra gió đó. Thì còn bạn người ta nói chuyện là cũng chuyện của bạn, cũng là tự do ngôn luận thôi. Ở Việt Nam cũng có tự do ngôn luận, miễn người ta đừng xúc phạm đến cái quyền lợi của bạn là được rồi. Người ta nói bạn như thế nào, bạn phải kể ra nói về như thế nào mà bạn tức, mà có hay không, có hay không nữa. Ra tòa, bạn tòa hỏi là bạn có hay không. Nếu bạn có, bạn tức là chuyện nói chuyện của bạn. Còn bạn không có, cái chuyện bạn không có mà người ta nói bạn tức. Thì có thể cùng lắm là phạt hành chính vài trăm, bữa sau đừng chửi. Mà không có vụ phạt đâu, không có. Một lần, chỉ một lần thôi. Và người ta khi chửi bạn, người ta có cố ý hay không? Có nhiều khi Việt Nam chúng ta chửi mà chửi giỡn rồi chứ. Chửi giỡn nữa. Người ta có cố ý không? Người ta đã chửi bạn bao nhiêu lần? Trước đây có chửi chưa? Và bạn với người ta có những cái mâu thuẫn nào chưa? Biết. Tòa phán xét là phải tìm rõ vấn đề chứ. Chứ còn khơi khơi, từ khơi người ta đi chửi các bạn à. Đó. Cho nên đó là cái mà tôi tranh luận với bạn, tranh luận cho bạn biết giữa tòa đó. Nếu là tôi là luật sư cho người kia đấy, thì chắc chắn bạn làm sao mà bạn thắng được. Tôi không phải luật sư, mà nếu mà tôi luật sư cho người kia là bạn không bao giờ thắng được cả. Bởi vì người ta không đụng tới bạn. Đụng tới cá nhân bạn thấy, ví dụ như đánh nhau mà phải trên 15% thương tích thì mới là quan trọng. Bạn thấy không? Còn dưới đó là chỉ phạt hành chính rồi thôi. Nói chung thì luật Việt Nam dù ở đâu có tự do ngôn luận, bạn không quá đáng là được. Mà lâu lâu ví dụ gặp đi ngang qua đứng trên bờ, bạn đứng dưới ruộng đứng trên bờ, ê thằng Châu, mày cà chớn lắm nha. Mày hôm qua mày đi với con kia nha, với con nọ nha. Đại khái là như vậy.
thì bạn tức, bạn không đi bạn tức lên à, rồi bạn đình lên đánh nó, mà có gì đâu tức. Nó nói bạn bạn có đi không, đi không đi là chuyện của bạn, đâu có gì đâu phải tức à, phải không? Hoặc là nó bạn, ê thằng Châu, mày hôm qua mày qua nhà thằng kia mày lái chiếc xe nha, mày ăn cắp chiếc xe nha, mà bạn không ăn cắp thì thôi, đấy bạn tức. Nó tức nó làm chi, nó có quyền nó nói cái chuyện của nó, nó tự do ngôn luận của nó, mà nó chọc cho bạn tức à, bạn biết nó chọc cho bạn tức mà bạn tức nữa thì đó là chuyện của bạn. Bạn Nghĩa Nam đáp: nghe anh Thủy chửi ngày đó chuẩn bị cút đất thì nghỉ. Ở nhà đục lỗ thì không bị vợ bực đi kiện, vậy thôi. Thì tức quá thì bạn nghỉ thôi, có gì đâu, ai biết bạn đi làm chi. Rồi bạn Trương Văn Giang: kênh này theo bôi bác ông Tuệ đưa những tin của các YouTuber bẩn bựa ăn theo ông Tuệ không được, bây giờ quay qua chửi thôi, chứ có chịu đưa tin theo báo chính thống đâu mà. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền họ còn không nói ông Tuệ có sai phạm thì mắc gì lại tin mấy kênh YouTube cành cành ăn bẩn. Chú chủ kênh này đưa ra quan điểm đứng đắn và phải chính xác. Tôi làm gì có quan điểm bạn, tôi chỉ truyền thông, tôi là truyền thông, tôi truyền những cái thông tin nào tôi tin tưởng đó là sự thật, ít nhất cũng phải 80% là sự thật tôi mới truyền lại cho các bạn. Theo cái, đó là sự thật theo cái nhận xét của tôi, theo cái nhìn của tôi à, còn các bạn cho đó là sai là chuyện của các bạn. Cái bổn phận của tôi là loan tải đi những cái gì, những cái thông tin có thật, sự thật. Còn sai hay không là do cái người nói chứ không phải do tôi. Tôi chỉ truyền, tôi chuyển thôi bạn. Tôi chuyển cái tin sự thật thôi. Sự thật là vì tôi cho đó là sự thật, mà tôi nghĩ đó cũng là sự thật. Bạn Thắng Đức: kênh này chủ kênh lang mang quá, không có chính kiến, rồi lại đọc bình luận của người này người kia lên có ý gì vậy? Những ý kiến bình luận đâu phải ai cũng hiểu biết đúng được đâu. Vô tình chủ kênh mượn cớ chọc vào người khác, YouTuber hay nhà báo đã lên không gian mạng cần có hàm lượng chất xám chút ít, không thì xàm lắm. Như bạn này lần đầu tiên tôi thấy bạn có ý kiến thì tôi nghĩ chắc lần đầu tiên bạn vô đây à, bạn vô đây là về cái vụ mà Minh Tuệ với Việt Tân rồi gì đó, cho nên bạn dọc vô bạn nói à, chứ bạn nội bằng cái bình luận của bạn là tôi biết bạn chưa bao giờ nghe cái kênh của tôi, chưa bao giờ à, kênh của tôi là bình luận chia sẻ đóng góp mổ xẻ những ý kiến của khán thính giả của tôi, vậy thôi. Cũng như bạn bạn ra bình luận tôi cũng bình luận với bạn, đó là cái lối làm YouTube của tôi à, để làm gì, để tôi tránh đi cái vấn đề mà không có đề tài à, tôi tránh đi cái vấn đề không có đề tài. Còn người ta họ muốn có đề tài họ chửi, họ cứ nhắm vào những cá nhân họ chửi không, thì bạn muốn thích cho có quan điểm có đề tài thì bạn qua bên đó bạn coi, còn tôi là tôi dùng những cái đề tài quan điểm ý kiến bình luận của quý khán thính giả tôi chia sẻ lại cho các bạn nghe à, đề tài của tôi là thế và xưa nay vẫn là vậy, cho nên bạn mới vô bạn không biết thì bạn cố gắng ở coi thêm thường xuyên mỗi ngày 3 lần sáng trưa tối thì bạn sẽ hiểu và bạn sẽ tiếp thu được những kiến thức mà bạn chưa bao giờ biết được, chưa bao giờ tiếp thu được và bạn chưa bao giờ đi qua à, đó là cái kênh của tôi là thế đó bạn, cho nên bạn cũng thông cảm à, vì cái việc làm của tôi là như thế thôi. Còn chuyện thì tôi nhiều lắm, chuyện thì tôi vô biên, kiến thức thì tôi cũng không nhiều nhưng mà đủ để chia sẻ với các bạn. Bất cứ bạn có câu hỏi gì về chuyện gì xảy ra tôi sẵn sàng chia sẻ với các bạn, kể cả luật pháp ở bên Mỹ, kể cả đời sống của người Việt bên Mỹ và người Mỹ ở bên Mỹ, tôi sẵn sàng chia sẻ với các bạn. Mà tại vì các bạn không hỏi, không có nêu vấn đề thành ra tôi không trả lời thôi, tôi trả lời những cái gì mà bạn nêu ra, bạn hỏi, bạn chia sẻ, bạn bình luận thì tôi đóng góp ý kiến vậy thôi. Rồi những cái chia sẻ về nước Mỹ, về cộng đồng là tôi đã chia sẻ
gần cả 40-50 clip. Mấy tháng đầu tôi mới lên rồi, bạn muốn biết, hiểu, bạn muốn mở mang kiến thức thì bạn vào những cái clip cũ, bạn bấm cái Châu Trường Vlog khoảng chừng ngày 1 tháng 5 đi. Tôi bắt đầu vô là ngày 30 tháng 4. Tôi lên trên mạng là ngày 30 tháng 4 là ngày đánh dấu ngày giải phóng Việt Nam. Để tôi lên tôi chia sẻ, trình bày về những cái sự thật của cộng đồng người Việt bên Mỹ và những anh chống cộng bên Mỹ và đời sống của người Việt Nam chúng ta ở Việt Nam. Tôi chia sẻ thôi, còn nhận định như thế nào là chuyện của các bạn. Bà Nghĩa Nam, tập đoàn nồi cơm điện. Bây giờ mấy cái chỗ bán nồi cơm điện coi như là hốc bạc đó các bạn, hốc bạc. Bạn Minh Shop đồng hồ, buồn quá, thời đại văn minh, thế giới người ta đang khám phá vũ trụ bằng trí tuệ, mồ hôi và máu, còn ta sao lại cầu mong được ban phước, được không làm mà có ăn. Không làm mà có ăn thì ai không thích bạn? Dĩ nhiên là người ta thích rồi. Cái là bạn không mặc áo tu hành vô bạn đi xin là nó khó hơn. Bạn mặc cái áo vô bạn đi xin thì người ta nghĩ rằng là bạn là một tu sĩ khắc thực. Họ không coi thường bạn mà họ lại tôn trọng bạn. Nhưng mà họ đó biết là bạn đi xin. Mà còn bạn mặc áo bình thường vô bạn đi xin người ta không cho, người ta còn chửi, người ta lấy chủ trạng, người ta đánh ra nữa. Cho nên mặc, chỉ cần mặc cái áo vô là bạn cạo cái đầu là bạn đã trở thành một tu sĩ, bạn có thể đi kiếm ăn dễ dàng rồi. Bạn giống như bên Mỹ, bạn cũng vậy đó, mà bạn chỉ có chỗ ở miễn phí rồi, người ta đóng góp tiền cho bạn. Đó là cái nhiều anh ở bên Mỹ đi tu đa số cũng là gì? Cũng là bỏ vợ, bỏ con, rồi con bỏ vợ bỏ, rồi cái đi vô đi tu chán đời. Hay là giải nghề rồi gì đó vô đi tu để kiếm chỗ ở khỏi phải trả tiền nhà, tiền cửa. Ai cũng mô Phật được, ai cũng gọi là thầy hết. Đó là ở bên hải ngoại. Tôi nó không phải hầu hết nhưng mà cũng có những cái người như vậy đó các bạn, không phải ít. Cho nên nội một cái thành phố của tôi ở Sacramento thôi là tới hơn 30 cái ngôi chùa, mà trong khi đó là chưa tới 30.000 người dân. 30.000 người dân Việt đó các bạn. Bạn TH Vũ, lừa đảo việc nhẹ lương cao. Rồi bạn Thái Sang, tin vịt chứ nổ lớn cái gì? Thì bạn cho nó tin vịt thì tin vịt đi. Bạn lần đầu mới vô cái kênh của tôi này, bạn thấy nổ lớn, bạn vô bạn coi thử, bạn nói tin vịt chứ gì đâu, tôi biết mà. Thì bạn thuộc phe nào là mọi người đều biết rồi. Bạn ao chua đó, đáp lại Việt Tân đây à, vào làm gì đó. Bạn đáp cho bạn đó, đáp bằng Thái Sang đó. Việt Tân đây à, vào làm gì. Bạn Nghĩa Nam, ông Kala he dép, tức là cả làng hết dép. Bọn gì ở Bô Sa thắp nấy cầu siêu cho cô Tú. Rồi bạn Minh Châu, YouTube bẩn nhân gà, phải bị cơ quan có thẩm quyền xử lý thật nghiêm khắc. Tôi chưa biết anh nhân gà này là chưa bao giờ nghe đâu bạn. Không biết có nằm trong danh sách của ông Huỳnh Uy Dũng không? Phong thần của Huỳnh Uy Dũng không? Bạn Xô Viết trong tim, Bắc Tấn Nguyễn, kẻ nào làm tổn hại đến quan hệ Việt Mỹ là kẻ thù của dân tộc trong giai đoạn này. Bạn nói là Bắc Tấn Nguyễn nói. Bắc Tấn Nguyễn là ai bạn? Tôi chưa biết Bắc Tấn Nguyễn, tôi cũng chưa nghe ông Tấn Nguyễn này là ai nữa. Bạn nói Bắc Tấn Nguyễn nói là kẻ nào làm tổn hại đến quan hệ Việt Mỹ là kẻ thù của dân tộc trong giai đoạn này. Bạn Yên Nguyễn, nhà văn nói láo, nhà báo nói hay. Cảm ơn những ý kiến và bình luận của các bạn trong thời gian vừa qua. Và chương trình vẫn tiếp tục để tôi coi thử như thế nào.
chương trình vẫn tiếp tục là bạn Lưu Ngọc Tú. Châu Trương này là đệ của Hùng và Quang Trường Nguyễn Lê Lê từ khi 4 năm trước. Cảnh giác. Tôi gặp Quang Trường một lần thôi bạn, rồi mà chưa gặp Lê Lê, thì gặp Hoàng Duy Hùng được 2 lần. Bà Nghĩa Nam, bà Hằng cũng không đúng hết, rồi ông Tú cũng không sai hết. Chỉ mấy anh tự chia phe ra cho rằng mình ủng hộ cái đúng mà không thấy cái không đúng. Nên sáng suốt nhìn sự thật là cái gì? Thì tôi nói đó bạn, bạn là người tốt mà lên mạng bạn không biết, bạn nghĩ rằng người ta không biết bạn là ai, bạn biến bạn thành một người xấu, bạn không sợ ai hết, rồi rốt cuộc bạn trở thành một người xấu mà bạn không thấy được, không biết được. Bằng video, em đồng ý. Ai cũng có cái sai, cái đúng hết, vì chả ai là hoàn hảo cả. Nhưng nếu phân tích từng trường hợp, từng sự kiện, đừng gộp hết là ok. Sai đến đâu, phản ứng đến đó. Thấy như phản đối bà Hằng ăn nói chưa chuẩn mực, nhưng đồng ý bà ấy chỉ ra những hiện tượng xã hội mà ít người dám lên tiếng. Bạn Nghĩa Nam đáp lại, đúng rồi. Bạn nhìn người, nhiều khi chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh khác nhau. Bạn Thanh Lang Thang, tôi muốn nghe chủ kênh trả lời yes or no. Bạn này yes or no, bạn này bên Mỹ hả? Một người trong lời nói và cách cư xử không đúng tư cách là con người, thì có nên đặt vào vị trí CEO một đơn vị văn hóa hay không? Xin cảm ơn. Bạn Vây Đeo trả lời cho bạn nè. Dạ, theo em, chuyện CEO là của công ty họ. Chuyện đáng là người hay không còn tùy vào góc nhìn của bạn. Vì bạn thì cho là không, cũng có nhiều người cho là có. Vấn đề ở đây là bạn nói ra có đúng hiện tượng hay không. Rồi bạn Lê Nga trả lời tiếp. Cách nói của bà Phương Hằng không tế nhị, nhưng những gì bà nói ra đều có nguyên do. Bằng chứng những gì bà nói đều có và pháp luật đã vào cuộc. Bạn Thanh Lang Thang trả lời lại. Theo bạn là người phát ngôn dơ bẩn để cả thế giới đều nghe có đáng được tôn trọng hay không? Vào cuộc để tiếp phần 2 của bộ phim, chỉ cần nhìn một mắt tôi vẫn đủ khả năng khinh bỉ con người này. Tôi xin trả lời cho bạn là Thanh Lang Thang này hình như là mới lần đầu bạn vô đây, cho nên tôi cũng trả lời cho bạn chứ cho bạn vui. Cho bạn vui nha. Câu hỏi, tôi đọc là câu bình luận của bạn nè. Tôi muốn nghe chủ kênh trả lời yes or no. Một người trong lời nói và cách cư xử không đúng tư cách là con người, thì có nên đặt vào vị trí CEO một đơn vị văn hóa hay không? Xin cảm ơn. Bạn ở Mỹ, bạn nói như vậy thì bạn chỉ làm cu li bên Mỹ chứ bạn chưa được làm tới cái chức leader. Leader là sao? Leader là tiểu đội đó các bạn. Bạn làm bằng coi trong cái đường dây của bạn, trong cái nhóm của bạn, đường dây làm việc đó, trong nhóm của bạn khoảng chừng 6-7 người đó, thì bạn làm leader thì cái lương của bạn được lên một cái chức hơn là cái lương bình thường của thằng dưới của lính quèn. Bạn là tiểu đội trưởng mà, đó là leader. Mà bạn chưa làm được cái đó nữa, cho nên bạn không hiểu cái CEO là cái gì. Bây giờ bạn cho tôi biết CEO là cái gì và từ tiếng Anh nó ra như thế nào, gọi là CEO. Nhưng khi bạn không hiểu nữa, CEO là một giám đốc điều hành. Một giám đốc điều hành. CEO tiếng Anh gọi là Chief of Executive, tức là giám đốc điều hành đó các bạn. Một giám đốc điều hành là họ quản lý cả một công ty. Họ coi trong coi cả một cái công ty lớn hay nhỏ. Như bà Hằng, cái công ty Đại Nam của bà ta tệ lắm cũng phải mấy ngàn người. Mà bà không phải là con người như bạn nói thì làm sao bà coi được mấy ngàn người kia, mấy ngàn con người kia.
bạn nói yes or no, bạn đâu phải là phiên tòa, đâu phải là luật sư mà bạn biểu rằng, bạn đưa, bạn hỏi rồi bạn biểu người ta phải là yes hay no. Bạn có bị phạm tội, bạn có nói xuyên tạc, bạn có nói ông kia đi ăn cắp ổ bánh mì hay không? Yes hay no? Yes or no? Đó là luật sư họ nhấn mạnh với người bên kia. Và ông tòa nói với người mà đang trả lời đó là như vậy. Còn bạn là một cái người ở lang thang đâu đâu chạy vô đây, bạn hỏi giống như ông trời, bạn là ông trời con. Đó là phần đầu tôi chia sẻ cho bạn, là phần thứ hai cũng của bạn luôn. Theo bạn là người phát ngôn dơ bẩn để cả thế giới đều nghe, có đáng được tôn trọng hay không? Cả thế giới là bao nhiêu người nghe bạn? Mà thế giới là ai? Thì một số chỉ có vài móng ở trên mạng người ta nghe, mà bạn kêu cả thế giới, mà toàn là người Việt mới nghe thế giới, người ta làm sao nghe được tiếng Việt mà người ta nghe nói trên mạng bạn? Nồi cái nhìn của bạn đã thấy tấu thui rồi thì bạn phê bình người khác làm sao được? Bạn phải dám phê bình một CEO, một giám đốc điều hành. Thì giám đốc điều hành chỉ có nằm dưới tay của hội đồng quản trị thôi. Hội đồng quản trị là người mướn người giám đốc điều hành đó vô để điều hành cái công ty. Mà bây giờ bà Hằng lại lên thêm cái chức là phó giám đốc hội đồng quản trị nữa, là chức thêm lên một cái chức lớn nữa đó bạn. Thì bạn không tôn trọng là chuyện của bạn, còn người ta tôn trọng là chuyện của người ta, có phải không? 50 cho là 50 người không tôn trọng thì có 50 người khác tôn trọng, còn bạn nằm thuộc 50 người không tôn trọng là chuyện của bạn. Là bạn tôn trọng ông Minh Tuệ chứ gì, thì đó chuyện của bạn, cái gì đâu, có ai cấm bạn tôn trọng không? Mà có thể họ nói là bạn u mê, nếu bạn tôn trọng họ có thể nói là bạn u mê, bạn không cãi lại được, bạn không chống lại được, bạn không có biện luận được, không có biện hộ được gì cả. Rồi vào cuộc để tiếp phần 2 của bộ phim, chỉ cần nhìn một mắt tôi vẫn đủ khả năng khinh bỉ con người này. Thì bạn đuôi mới thấy con mắt chưa? Bạn đuôi mới thấy con mắt, bạn mới nhìn được một con mắt, bạn mới thấy được. Mà bạn trời cho bạn hai con mắt, bạn nhìn con không thấy nữa, một bạn một con mắt làm sao bạn thấy? Cảm ơn quý anh chị và các bạn, chương trình trưa hôm nay xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong chương trình buổi tối. Chào tạm biệt.